Hello anh em, Miwaki lại ra thêm một cái mẫu máy mài mới nữa Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cái mẫu này đến cho anh em nha Mã của nó là BLSAG100X Con này thì nó sẽ mang đến cho anh em một cái sức mạnh cao hơn so với cái mã khác trước kia Tuy nhiên thì mức giá của nó lại rẻ hơn nha Tại vì là nó cũng không có cải tiến thêm nhiều công nghệ gì cả Và nó sẽ tiết kiệm được chi phí để cho anh em đầu tư về những cái mã máy mài này Và nó sẽ được đựng trong một cái hộp giấy Con này thì sẽ không được đựng trong hộp nhựa mua hộp giấy thì anh em sẽ tiết kiệm hơn được vài trăm ngàn đồng so với hộp nhựa nhé và cái thông số của nó nó sẽ là sử dụng đĩa 100 110 thông dụng này tốc độ vòng quay lên tới là 11 ngàn vòng trên một phút nhé khá là ấn tượng lát nữa thì em sẽ nói về những cái tốc độ của nó và động cơ là bút xét không chuẩn than và công nghệ thì sẽ có à, cái này là tháo lắp lưỡi nhanh này không cần chìa khóa này rồi là anti kết bách thì là chống vỡ đĩa này à, công nghệ là fitlex -like nữa công nghệ mới fittech công nghệ mới này à, giờ thì em sẽ của anh em tham khảo qua nha Và nói chung là lần đầu tiên Hôm nay là lần đầu tiên em cũng cầm qua con này Về thiết kế bên ngoài thì nó cũng Sẽ nhỏ gọn hơn những cái mã trước Một chút thôi nha Không nhiều, nhỏ gọn hơn không nhiều Nhưng mà nhỏ gọn hơn một chút thôi Đấy, Em sẽ cầm qua cho anh em xem Và công tắc là công tắc gạt thông dụng Đây là phần uh, Cốt máy này, cốt máy M10 này Và cái phần này là Phần anh em sẽ không phải sử dụng cái Chìa khóa mở lưỡi mà anh em sẽ tháo lắp nhanh như thế này cái thiết kế như thế này thì rất là tiện để cho anh em mình chẳng may là anh em mình có quên cầm những cái chìa khóa mở lưỡi của máy mài đi thì anh em con này sẽ không cần phải sử dụng những cái chìa khóa đấy nữa rất tiện nha khóa này là xong và cái vòng chắn thì cũng là vòng chắn có thể xoay qua xoay loại nhanh và anh em có thể tháo lắp ra tháo lắp nhanh ra cũng được đây em sẽ tháo lắp ra cho anh em xem đấy, mở ra tháo lắp cũng nhanh rất tiện về phần công tắc thì em thấy con này nó cũng nhẹ nha. đây là lần đầu tiên em trải nghiệm qua đây anh em có thể quay qua trái quay qua phải nhá và cái thông số thì anh em có thể đọc ở phần thân máy này nó cũng ghi và tốc độ của nó lên tới là 11.000 vòng trên một phút là mạnh nha Đối với những cái mã máy mài trước kia hoặc là đa số những cái mã máy mài của hãng khác mà sử dụng đĩa 100-110 ấy thì nó cũng chỉ có tốc độ vòng quay lên tới là 9 đến 10 ngàn vòng trên một phút là cao rồi Tuy nhiên thì con này nó lên tới là 11 ngàn vòng trên một phút Là hãng cố tình làm ra một con này để nó có sức mạnh cao hơn so với những cái mã cũ đấy Tuy nhiên thì giá nó lại rẻ hơn tại vì nó cũng không có nhiều công nghệ gì cả Và hộp là sẽ là hộp giấy Đấy nên là nó sẽ có mức giá rẻ Và hiện tại cái mức giá nếu mà tính ra khuyến mại là một máy một pinama một sạc thì hãng nó có combo là tầm khoảng 4 triệu 6 là một máy một pinama một sạc cho anh em nha Còn nếu mà tính ra thân máy không thì nó sẽ rơi vào đâu đấy tầm khoảng hơn 2 triệu cho body thôi nếu mà trừ pin sạc đi một mức giá rất là tốt để cho anh em sở hữu và động cơ là động cơ bút xét không thổi than và em sẽ lắp cái pin vào để em test thử cho anh em nghe nha Con này cò rất nhẹ. Và cái tốc độ 11.000 vòng trên một phút thì tiếng máy nó có ổn hơn so với những cái mã tầm khoảng 9 đến 10.000 -10 vòng. Tất nhiên rồi, thì vì là tốc độ công suất cao hơn mà. Nhưng mà con này nhá, nó có một cái nhược điểm so với những cái hãng khác ấy là nó sẽ thắng chậm hơn nhá. Chậm nhưng mà nó không chậm như à, không chậm như máy điện đâu nó có chậm hơn những cái mã khác thôi nó sẽ tầm khoảng 3 giây thì nó mới tự dừng đối với những cái mã trước kia ấy thì nó sẽ tầm khoảng 1,5 1,5 giây thôi còn cái này thì nó sẽ mất tầm khoảng 3 giây ấy. Đấy, nói chung là dừng tầm khoảng 3 giây thì nó cũng không quá chậm nhưng mà cái thông số của hãng đưa ra thì nó sẽ là thắng chậm so với những cái mã khác Thì em thấy cái này cũng cũng không quan trọng lắm Tại vì là nó cũng tầm khoảng 3 giây thì cũng không là, không phải là quá chậm nha Đấy, Ok Và quan trọng là mức giá thôi Con máy mài này thì anh em mua thì hiện tại mức giá của nó nếu mà tách bộ ra thì nó tầm khoảng Loanh quanh tầm khoảng 2 triệu rưỡi thì đấy cho một thân máy thôi Khá rẻ để cho anh em mua và trải nghiệm máy mài của Milwaukee nha Và con này thì nó cũng không có quá nhiều công nghệ gì khác biệt cả nó chỉ là mạnh hơn một mã sản xuất ra một mã máy mạnh hơn để cho anh em dùng cái công việc mà tải nặng hơn thì nó sẽ đáp ứng được cái công việc của anh em cũng như là quan trọng nhất là cái mức giá tốt hơn để cho anh em sở hữu nhé. đối với những cái mã máy mà trước kia như là FSG 100 XB của Milwaukee chẳng hạn thì bây giờ anh em mua với mức giá thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3 triệu rưỡi cơ nó sẽ không được mức giá đầu hai như con máy mài này đâu con máy mài này thì tầm khoảng 2 triệu rưỡi cũng đáng để anh em sở hữu đấy còn anh em thấy sao về con máy mài này? Thực ra là nếu mà test thì cũng không có những cái công nghệ gì mới cả Nên là chắc là video này thì em sẽ không có test ở trên các chất liệu Mà em sẽ nói qua về những cái điểm khác biệt so với những cái mã máy mài khác để cho anh em nắm rõ hơn thôi Cũng như là quay cận cảnh để cho anh em thấy cái kích thước của máy Và cái tay cầm nha tay cầm thì nó có kèm thêm một tay cầm nữa nhưng mà chắc là hãng đã làm mất cái tay cầm rồi ở trên showroom rồi nên là chỉ cần thân máy như thế này thôi đấy, theo anh em thì cái mã máy mài này có đáng mua hay không với mức giá tầm khoảng lanh quanh 2 triệu rưỡi theo em thì tầm mức giá đấy thì đáng mua nhá nếu mà tầm khoảng 3 triệu thì hơi cao còn nếu mà mức giá tầm khoảng 2 triệu rưỡi cho body thì khá ổn để cho anh em trải nghiệm đấy và đợt tới thì em sẽ test nhiều hơn về con này nhá để em xem là nó có ổn định hay không tại vì máy mới mã mới thì cần phải một thời gian nữa để test nữa thì xem là máy nó có ổn định và có gặp lỗi hay không và cảm ơn anh em rất nhiều đã xem qua clip giới thiệu máy mài này của Miyoki và anh em đánh giá sao về con này thì anh em cứ để ở lại comment ở phía dưới để cho anh em khác biết nha và góp ý giúp em anh em nào liên hệ đặt mua thì em đã có hàng sẵn rồi nha em có hàng ở showroom ở ngày mộc rồi ở linh đàm còn nếu mà anh em ở xa muốn mua máy thì anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình và hàng chính hãng bảo hành một năm toàn quốc anh em có thể mang bất kỳ tới trung tâm bảo hành nào của miyoki gần nhất đều được hoặc là anh em có thể gửi lại em bảo hành tại vì em là trung tâm bảo hành của hãng luôn thì sẽ xử lý được rất nhanh cho anh em nha